bài viết có tựa đề Cuộc sống ngắn trong cánh cửa tù thời dịch, tác giả Trần Tiến Dũng. Lâu, rất lâu rồi tôi không đọc được tiểu luận văn chương nghệ thuật nào. Chừng như cả các tri thức minh triết nhất của xứ này đã tự để mình bị cuốn vào vòng xoáy chính trị thời sự nhằm giải tỏa ẩn ức, để phóng thích năng lượng vào sợi dây khống chế do chế độ độc tài đang nắm đầu dây với ngọn roi. Tất cả các phản ứng chính trị thời sự đều xác đáng trước chế độ ngu thật hoặc giả ngu để liên tục kích động trí thức không cùng quan điểm chính trị. Và tất cả trùng trùng sinh sôi từ nội hàm chuyển hóa cái khác, cái mới đều bị nhận chìm, bỏ mặc không khác gì các nụ hoa, mầm hạt, héo tàn với chính sự tinh khiết, khát khao muốn được trí thức nhận thức như một đề tài. Có thể đề tài đó không đủ là động lực để thức tỉnh cho cộng đồng, nhưng luôn đủ để không thể tha lỗi cho những trí tuệ được Thượng Đế sinh ra để thấu suốt không riêng vì chính trị, thời sự, bởi luôn luôn mọi thời từng cá nhân, cộng đồng, dân tộc đang thật sự sống với cái khác, cái mới toàn diện từng giây phút. Thế giới này không hề có một cá nhân nhỏ bé, cộng đồng nhỏ bé, dân tộc nhỏ bé, nhưng luôn có sự tự biến mình thành nhỏ bé, không phải trước đỉnh núi, biển cả trí thức, mà nhỏ bé khi từ chối hoặc đánh mất các tương tác gõ cửa, đi vào sự lớn rộng vốn hằng hữu, khởi đầu từ các đề tài, không cần phải tự làm sang, tự khiến quan trọng đang giao hợp với cảm xúc và nhận thức. Tôi cũng là nạn nhân của chính mình, khi gần hết tuổi phát tiết, hiểu biết, đã lao ra ngoài đuổi bắt, đấu đá, tự bi, tự ái với các đề tài chính trị, thời sự. Mấy tháng nay, tôi sống trong cảnh bị dịch bệnh cúm tàu và hệ thống chống dịch chế độ bỏ tù. Tôi chợt nhận ra từ lâu mình đã cầm tù chung thân mình trong cái trại giam do chính trị, thời sự, do chế độ dựng nên và canh giữ. Hôm nay, chợt thấy, chợt nghĩ là về cái cửa sổ chỉ có chút ánh nắng ngắn cho một ngày sống, chẳng phải phần ánh nắng ngắn ngủi đó cũng đủ cho các nụ hoa 10 giờ khoe sắc sao? Và chẳng phải chỉ với vài giờ khoe sắc, các nụ hoa kia đã không để cho bất kỳ sự giới hạn không gian, thời gian nào trói buộc sao? Dư luận đang bàn nhiều về thời hậu đại dịch cúm tàu, thời sống chung với virus corona. Tôi cũng đang chờ ngày giờ khác, năm tháng mới, với nhận thức rất xưa cũ là đời người rất ngắn. Và dù sự sinh tồn cá nhân ngắn mấy đi nữa, người ta cũng không thể có thêm một cửa lòng nào ngoài sự khai phóng cho chính cánh cửa duy nhất mình có. Tôi có thể để cho mình cất lên lời than oán vì ánh nắng trí tuệ tôi, gió mát cảm thức tôi không thể soi tới bóng tối của thói quen xấu cũ, kết tập qua hàng chục năm. Nhưng tôi có thể mang chúng theo để cùng qua ô cửa duy nhất tôi có và được cùng chúng rơi như từng cọng tóc cũ. Nhận thức về từng sự sống của chính mình sẽ rơi trong những ngày tháng còn lại ngắn ngủi này. Đó là điều không khác, không mới, nhưng chắc chắn là không có lỗi trước cái toàn thể nội dung, hình thức không bao giờ trói buộc mình, luôn yêu mình với cánh cửa đề tài tự do bất tận. Sài Gòn,
17 tháng 9 2021, Trần Tiến Dũng. Trăm năm hoa mây.